Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, mà là Hảo Sen TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới này các bạn ơi. Thì hôm nay là mình sẽ làm về cái chủ đề là có những cái con bếp mới khi mà nâng cấp thì nó sẽ như thế nào nha mọi người. Thì nếu như mà mọi người chưa biết cách mua bếp mới như thế nào á, thì mọi người sẽ lợi đặt cái chỗ mà mọi người hay cho mấy con bếp tắm á. Thì ở trong đó nó sẽ có bán mấy cái trứng, nhưng mà mấy cái trứng đó là mấy cái trứng cũ á mọi người. Nhưng mà bên trong á là nó sẽ có mấy cái con chó với lại là mấy cái con mới không luôn á. Thì bây giờ là mình sẽ đưa hình cho tất cả các bạn coi nha. Thì đây nè mọi người, mấy cái hình này là mình lấy từ ở trên mấy cái page của Facebook á. Thì mình thấy ở đây nó có tổng cộng là tới 6 cái quả trứng nè mọi người. Đó, trong mỗi cái quả trứng á thì nó sẽ có đội một cái nón mũ khác nhau nè. Nhưng mà có một cái màu xanh là không có nè. Nhưng mà trong mấy cái trứng này á, hình như là mình thấy là nó chưa có bán đâu mọi người. Nó chỉ bán là mấy cái trứng cũ thôi. Nhưng mà mấy cái trứng cũ thì nó sẽ có vài cái con mới ở trong. Còn mấy cái trứng mới này mình nghĩ là cập nhật sắp tới thì nó sẽ ra mấy cái trứng này á mọi người. Tại vì mình thấy nó có con gấu này, với lại là cũng có vài cái con khá là lạ luôn này, giống như là cái con màu hồng á mọi người. Mình không biết đó là cái con gì luôn ấy. Và có một cái con vịt đợi có dương miệng kìa, rất là dễ thương luôn ấy. Thì đây chính là cái hình ảnh mà sau khi mà mấy cái con bếp nó được nâng cấp lên này mọi người. Đây chính là cái con heo rừng hay gì này. Đó, khi mà nó nâng cấp được lên á, nhìn nó rất là xinh xẻo luôn này. Đó, thì mọi người có thể chiêm ngưỡng cái con heo rừng á. Thì khi mà nâng cấp cấp cuối cùng á mọi người, thì là mọi người sẽ thấy nó là một cái ong đầu bếp. Còn cái con bên kia á, thì nó sẽ có một cái miếng cá hồi ở trên đầu á mọi người. Nhìn rất là cute luôn. Rồi, tiếp theo là một cái bầy bếp khá là cute luôn nè mọi người. Đó chính là bầy cuốn này. Thì cái con bầy cuốn này hình như là mình thấy là nó có ở trong cái shop bán trứng rồi ấy. Thì cái con này á, khi mà nâng cấp cái level cuối cùng á mọi người, thì mọi người sẽ thấy nó đội một cái đồ màu vàng vàng, giống như là một cái áo mưa của cái con nhân vật mà hồi lúc là mình hay mặc áo mưa á mọi người. Đó, còn cái con bếp con chó này giống y gan con chó ngoài đời của mình luôn á mọi người. Thì cái con này khi mà nâng cấp bếp cuối cùng á thì nó sẽ mặc một cái chiếc áo màu đỏ và trên đầu sẽ có một cái sừng, hai cái sừng chứ. Nó thì cái bộ đồ nó cũng giống như là cái con bên màu vàng vậy á mọi người. Rồi tiếp theo vẫn là một em cuốn luôn, nhưng mà em cuốn này đội một cái bộ đồ khá là cute luôn nè mọi người. Có một cái mũ chùm lên đầu này và một cái khăn choàng và ở chính giữa có hình trái tim màu trắng trắng khá là xinh luôn nè. Và tiếp theo là một bạn thỏ. Và bạn thỏ này nhìn cực kỳ xì tin luôn nha mọi người. Ở trên đầu thì có một cái nơ, rồi thêm một cái mắt kính hình trái tim nữa. Nhìn rất là xinh xẻo đáng yêu luôn ấy. Rồi lại tiếp theo là một bài bét hình con cuốn đó nè mọi người. Oh my god luôn. Thì cái con hồi nãy hình như cái con này cũng giống cái con cuốn nhà mình vậy đó mọi người. Đây, cái con này hình như là giống cái con hồi nãy đúng không ta. Nhưng mà nó khác một cái là nó sẽ đội một cái bộ đồ có hình cái con tuần lộc. Hình như là mình nhớ không lầm, hình như là hồi nãy là mình có đưa cho tất cả các bạn coi một cái trứng có cái hình cũng giống như là cái sừng của cái con cuốn này nè mọi người, đúng không ta? Thì mình nghĩ là cái trứng đó nó sẽ nở ra được cái con này nè mọi người. Và tiếp theo là một cái con bên tay phải, nhìn cái màu nó khá là dễ thương luôn á mọi người. Giống như là cái màu cà phê sữa vậy á, nhưng mà kiểu như nó nhạt hơn một tí. Thì nó sẽ có đội một cái chiếc mũ hình cái bánh kem. Ở trên đỉnh đầu của nó sẽ có một hình trái dâu nha mọi người. Nãy giờ mình nhìn tưởng nó là cây nến không luôn ấy. Và tiếp theo là một cái con cuốn phi hành gia nè mọi người. Thì hình như là mình nhớ cái con này á, là khi mà các bạn mở cái trứng ra á, thì nó sẽ được cái hình dáng như thế này luôn. Khỏi cần nâng cấp bét hay sao á mọi người. Tại vì mình cũng không có thấy cái hình mà khi mà nó nâng cấp là nó như thế nào hết. Tại vì cái lúc mà mới vừa mở trứng ra mà được cái hình dạng như thế này á, thì mình nghĩ là cũng khá là vip rồi đó mọi người. Thì nếu mà như mà ai cực kỳ hên, cực kỳ may mắn luôn á, thì mới mở ra được cái con này luôn ấy. Rồi tiếp theo là một bạn cuốn khá là xinh xẻo đó nè mọi người. Bạn cuốn này có màu trắng này, nhìn cực kỳ cute luôn. Thì cái bạn này mà khi mình nâng cấp cỡ cái level cuối cùng á, thì bạn này sẽ có một cái nơ ở trên đầu. Thì bộ đồ này có màu xanh nước biển nè mọi người. Trời ơi, ai mà hên lắm mới mở ra được 4 con để mà có thể là nâng cấp lên cái pet cuối cùng luôn ấy.
Tiếp theo lại là một bản cuốn đó nè mọi người. Thì bản cuốn này á sẽ chia ra hai màu, là màu trắng và màu cà phê sữa nè mọi người. Và ở cái phần mà level cuối cùng á thì bạn này có một cái vòng đeo giống như là y hệt cái con nhân vật của mình trong cái mùa Valentine vừa rồi ấy. Và có một cái cánh màu trắng giống như là cái cánh thiên thần trong phần quà tặng bạn bè ấy mọi người. Và đây chính là một cái pet con thỏ nè mọi người. Thì nó sẽ có màu xám. Và cái level cuối cùng của nó là có một đội một cái mũ màu cam. Thì cái con này mình nhớ không lầm nó sẽ bán ở trong cái quả trứng cũ mà quả trứng nở ra mấy cái con thỏ mọi người. Đó, thì cái quả pet cuối cùng á thì nó sẽ đội một cái mũ màu cam. Ở trên chính giữa nó sẽ có một hình cái trái cà rốt. Và nó sẽ có mặc bộ đồ khá là fashion luôn ấy. Một cái áo thun này với lại một cái quần jean. Và đây chính là con pet cuối cùng nè mọi người. Đây chính là con pet thỏ siêu nhân này. Đó, thì cái level cuối cùng nó y gan là một cái con thỏ siêu nhân luôn ấy. Thì nó có một đội một cái kính y gan hình siêu nhân luôn mọi người. Với lại là một cái bộ đồ, trời, nhìn đúng Batman luôn ấy. Thì nãy giờ đó chính là những cái con pet mới mà khi mà các bạn nâng cấp level cuối cùng á thì nó sẽ ra hình dáng như thế nào á. Thì mình không biết là ý kiến của các bạn thấy con nào xinh xẻo hơn. Thì đối với mình là mình thấy cái con siêu nhân này nhìn nó khá là chất luôn ấy mọi người. Đó, thì nếu như mà các bạn thích cái con nào á thì các bạn có thể comment ở phía dưới cho mình hay nha. Rồi ok các bạn ơi, thì chắc video clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem tới đây. Thì các bạn nhớ cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh và nhớ áo và cái chuông để cho mình ra video mới là các bạn đừng xem đầu tiên nha. Rồi hẹn các bạn trong những video clip hay của mình nha. Bye bye.